Bố của Lâm Trường qua đời, cả showbiz bàng hoàng. Khán giả, đồng nghiệp xót xa gửi lời chia buồn đến gia đình ca sĩ Lâm Trường. Thông qua trang cá nhân, ca sĩ Lâm Trường đăng thông báo bố anh đã qua đời lúc 15 giờ ngày 29 tháng 8, hưởng thọ 92 tuổi. Đồng thời, nam ca sĩ đổi ảnh đại diện Facebook bằng hai hình bố con để thể hiện sự thương tiếc tưởng niệm người quá cố. Ngoài khán giả, các nghệ sĩ như Đăng Trường, Hồng Ngọc, Tiến Đạt, nghệ sĩ Hoài Phương, Liều Phương Anh, Thu Thủy, Cao Thái Sơn, MC Nguyên Khang đều tỏ ra bàng hoàng khi hay tin và gửi lời chia buồn, mong Lâm Trường mạnh mẽ vượt qua nỗi đau mất mát người thân. Ông Tiêu Diệu, bố ca sĩ Lâm Trường, sinh năm 1929, nam ca sĩ cho hay, ban đầu bố không ủng hộ anh đi hát vì ông quan niệm con trai phải là trụ cột gia đình nên cần một công việc ổn định. Tuy nhiên vì quá đam mê, Lâm Trường đã lấy hết can đảm nói chuyện với bố, cảm nhận được sự quyết tâm của con, ông đã đồng ý để con trai theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật, trên sân khấu, Lâm Trường nhiều lần kể về bố với sự tri ân và biết ơn sâu sắc. Lúc sinh thời, bố của Lâm Trường là tài xế chạy xe từ miền Nam đến miền Trung, có khi mất vài ngày, cả tuần mới có thể đoàn tụ với gia đình. Mặc dù cuộc sống vất vả, ông vẫn quyết cho các con được học hành để có thành đạt như hiện nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tình Nghệ Sĩ.